Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái series đánh boss ha. Thì ở mấy tập trước mình đã hướng dẫn cho các bạn đánh một số con boss ở vùng Kanto ha. Giờ mình sẽ đánh một cái con boss mà nằm ở giữa vùng Kanto với vùng Johto ha. Ở giữa vùng Kanto với Johto là sao? Tại vì cái núi này nó phân cách Johto với lại Kanto ra. Cho nên hả, mình đi lại cái núi này thì mình có thể ở Soto và mình cũng có thể ở Kanto tùy ý ha. Thì hiện tại mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ê, ở đây có ra đây candy để mình lụm cái nha, thông cảm nha các bạn. Thời buổi khó khăn cho nên phải lụm, phải nhặt, phải lụm thôi. Ê, thằng kia nó có bộ con khủng long giống mình này. Đó, ok ha, rồi ok la. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi tới cái vùng núi đó để đánh cái con boss khủng khiếp đó ha. Con boss đó thì mình cũng không nhớ tên nhưng mà nó cũng dễ chứ nó không khó, nó cũng dễ. Đầu tiên thì mình phải đem một cái con đá của mình để di chuyển cho nhanh, chứ mà di chuyển kêu kêu kia lâu lắm, các bạn thông cảm ha. Mình sẽ đem con đá ra để di chuyển cho lẹ. Rồi ok. Ok. Rồi, mình sẽ đi qua vùng Mr. Silver Town này ha. Rồi ha. Giờ mình vô đây mình đổi thành con khác. Con đá xong chưa ta? Phải bơi á, bơi và phải đập. Ok, con đá cũng được, không sao, để con đá lại cũng được. Sao con đá cũng cũng ok á nhỉ. Không sao ha, không sao, con đá để lại đi. Mình vẫn đánh được boss mà. Ở đây có rất là nhiều Pokemon. Riêng ở đây có một cái động, và các bạn vô cái động này thì các bạn sẽ đánh được cái con boss. Đây, cái động này đánh với con boss tên là Terminator, có thể đá thôi các bạn. Ôi mẹ ơi, gặp mấy cha nội này đồ uốn hoài. Ok vậy ha, giờ mình sẽ đánh con boss này nha. Rồi ok, cái đồ ha luôn. Khoan, mình sẽ để con voi của mình ở vị trí số 1 để mang may mắn lại cho mình. Mình thích vậy á, mình không biết tại sao nhưng mà mình thích để con voi của mình ở vị trí số 1. Thường thì mình thích để vậy á, nó mang may mắn lại cho mình. Biết là con voi mình sẽ chết á, nhưng mà nó lại mình lại thích vậy á, không hiểu. Mình thấy con voi mình thấy may mắn à. Đó, kiểu người ta nó lên vô xuống chó các con này là con Smile, nhìn nó ngộ nghĩnh ha. Đó, nhìn nó có cái Smile xung quanh này. Biến thành Mega thôi. Con Smile thì xài Shadow Ball. Chiêu này xưa rồi bạn, xưa diễm. Anh chơi chiêu này mới mạnh này. Em phải học cái chiêu Phantom Fox để đánh với anh nha. Ok. Con này hệ thường. Protect. Disable. À, dây điện à. Ok. Protect cái nữa. Disable. Ôi chết mẹ rồi, quên. Mình đang disable chiêu kia mà mình chơi chiêu này. À ok. Ok la.
sao không sao. Không sao các bạn. Dù sao ở đây cũng là chỉ là con polygon hệ thường thôi. Để mình coi tiếp tục nó sẽ ra con gì. Để biết mình ra mình hỗ trợ nó. À con này con bùn dơ. Con bùn dơ thì mình lấy con ma ra được, tại vì nó hay độc. Disable. À, Brisson. Clean smoke. Sao không không thấm. Đổi Pokemon. Rotate. Dù sao thì giờ mình cũng đánh trước mà lo gì. Destiny Ball. Ghê ha. Ngầu vậy trưởng. Má nhìn đẹp vậy trưởng luôn các bạn. Ghê gì trời. Protect. Disable. Dù sao thì mình cũng không có cách nào khác ngoài Brisson. Tại vì con ma này của mình nó không có Density Ball. Face Mod được một lần. Sau đó đem con đổi con này ra. Nếu mà đổi con này ra thì nó sẽ dễ thắng hơn. Con này là con gì ta? Gen hả? Rồi đổi con ra. Rồi. Con này chơi chiêu gì cũng được. Chiêu biết đi. Đánh gì mà đánh. Đánh gì mình cũng chết à. Chui lòng đất. Tự chết. 34.000. Cho mình một con clean. Con này nè các bạn. Con không phải con này đâu. Nó đâu có bị khùng. À nó cho mình một con này, sau này tiến hóa thành con này. Khá là ngon các bạn. Phòng thủ và tấn công vật lý khá là ngon. Con này là con hệ thép và nó có rất là nhiều chiêu hệ thép. À, khá là ngon luôn. Cho mình con chút xíu nè. Sẽ tiến hóa lên thành 3 cấp. Ổn lắm nhờ. Ok. Để coi ra chỉ số như thế nào. Tính tiếp. Không các bạn, khi mà các bạn đánh các bạn vừa được tiền vừa được BVE coin. BVE coin là cái này nè, các bạn dùng để mua đồ. Các bạn cũng được Pokemon. Ôi. Vừa đúng lúc luôn ha. Vừa đúng lúc là hên là mình đánh rồi nó thoát ra. Chứ mà hả mình chưa đánh mà nó thoát ra kiểu này chắc chết quá. Má mấy thằng làm game lúc này nó bị khùng khùng điên điên kiểu gì, nó hay bị lock out các bạn. Lock out vậy. Rồi. Rồi mình lắc các bạn. Cho dù mình có bắt thì mình cũng bắt tiến hóa mình mới cấp 50. Luyện để lên cấp tiếp theo khó lắm. Con này cũng vậy, trừ khi có con nào huyền thoại mình mới bắt thôi, chứ mấy con cùi cùi không bắt đâu.
Đây, ở đây có con Stylit này. Rất là mạnh luôn. Defending của nó là 200 các bạn. Bạn đừng giỡn nha. Ipu đá defending rất là cao luôn. Khủng khiếp không? Hồi chưa tiến hóa thì khác ha, má tiến hóa là một cái thì mạnh vai trưởng. Con này cũng vậy nè, con Tangela này. Cái regeneration của nó, cái regeneration của nó hồi máu cũng khủng lắm á. Rồi nó cho mình con này nè, chỉ số này. Cũng được ha. Cũng được. Không sao hết. Để đánh được. À, tốc độ với lại tấn công vật lý thôi. Xài chiêu điện, con này hệ thép nhưng mà xài chiêu điện. Nhưng mà thôi kệ, con hệ thép cũng ổn. Rồi. Clip của mình tới đây tạm dừng ha. Nếu mà bạn thích thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.